Hi, xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ cưa củi nha các bạn. Hôm nay mình review, mình cưa củi cho các bạn xem nha các bạn. Hồi xưa là mình cắt củi bằng cái cưa này các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ cái này mình không xài nữa nha các bạn. Bây giờ mình xài cái này. Cái này mình giờ mình dẹp các bạn ơi. Cái này giờ xài không nổi. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ sử dụng máy cưa này để cắt cái số củi này nha các bạn. Ở đây bây giờ là mình xài củi là nhiều các bạn ơi. Bây giờ mình nấu nướng đoạn sử dụng củi nha các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Quá trời củi luôn nè các bạn. Mình xài hết năm này qua tháng nọ luôn mà cũng không hết củi luôn các bạn ơi. Hôm nay mình cắt củi mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do. Oh.